la 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 Thanh Tùng và Thanh Bạch xin được chào tất cả các bạn. La 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 la. Thưa quý vị, lần anh em chúng tôi gặp nhau ở ngoài đời thì thường, trong sự kiện thì cũng rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên gặp gỡ trong một chủ đề cực kỳ hấp dẫn, đó là một loài hoa có gió và không cần nước. Xin lỗi, không cần đất. Đó là hoa. Hoa gì mọi người? Hoa phong lan. Chào Sĩ Nghi Plaza, chào Quang Anh, chào toàn họ Lê. Thầy cũng họ Lê. Toàn họ Lê là em của Thanh Bạch Lê. Xin chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Ô sao môi Tùng nay đỏ dữ trời. À tại cái app á, đây nè, thấy chưa? Cái mặt của mình tại mắt kính nó có màu nè. Okay. Mọi người chia sẻ bài viết đi mọi người. Chia sẻ mạnh nha. Rồi bây giờ hai anh em chuẩn bị đi mời quý vị đến với vườn phong lan của Thanh Tùng. Ok, chúng ta sẽ đứng đây nói chuyện với nhau một chút xíu nữa nha. Tại vì Thanh Bạch thì đã thích về chủ đề phong lan từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ một chất xúc tác rất là mạnh đó là từ Thanh Tùng. Bây giờ sẽ quyết định thành lập vườn lan mini. Mini là anh quyết định anh làm vườn lan ở đâu? Ban công nhà anh. Làm ban công hợp lý. Anh quy một cái ban công. Làm vườn lan mini ở ban công là hợp lý đúng không? Rồi, mình ngắm hoa, hoa ngắm mình, hoa ngay bên cạnh mình luôn. Không, chị ngắm được hả? Chị ngắm lan được hả? Trời ơi, để mà dưỡng một cái lan nó đẹp là phải một cái tình yêu rất là lớn. Chứ nếu không thì mọi yếu tố của, nhất là ở Sài Gòn nha, bụi bặm không khí mọi thứ mà để lan tốt thì cũng hơi vất vả. Ở Bình Dương có vẻ dễ hơn á. Không, có lẽ là phải làm một vườn lan. Tức là này, hồi đầu anh cứ nói là cây phong lan là không cần gì nha. Phong lan là không cần đất, đúng gì rồi. Cho phức tạp hết trơn, phân bón gì cho nhiều. Bây giờ là mình chỉ cần là vỏ thông nè. Đó. Nước và nắng thôi. Đúng. Đó, còn mà muốn tốt hơn thì có những cái bộ phận thuốc rất là phù hợp để chăm sóc cây lan, đúng không? Mỗi lần mà mình đi làm về mình bị stress nặng đầu quá, mình có thể là chăm lan, ngắm lan. Đúng. Bắt đầu mầm thì nó cái mầm nào xuất hiện là bắt đầu là mình bắt đầu ngay từ quá trình hình thành từ đầu mình đã được thưởng thức cái sự phát triển của một dòng đời của hoa lan. Và tất cả những điều đó cho chúng ta bên ly trà thơm nè, sau đó những người bạn thân nè, sau đó là những vần thơ, những ý nhạc. Và có lẽ cho chúng ta phải có những cái khoảng trời riêng tư như thế trong những công việc bộn bề, căng thẳng của cuộc sống. Thì những cần những giây phút mà mình và thiên nhiên hòa hợp với nhau, thì tất cả những điều đó nó sẽ là một cái thế giới để giúp cho chúng ta gọi là an trong tâm. Và như vậy thì có nhiều năng lượng để chúng ta vượt qua những thử thách của cuộc đời. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh về cái sự chia sẻ khi mà chơi hoa lan ha. Vì sao mà anh lại thích hoa lan thế nhỉ? Thật ra thì về vẻ đẹp hay là về gì? Cái sự bền bỉ của phong lan nó làm cho mình ngạc nhiên lắm. Tại vì cái cánh thì dày như thế và cái hoa thì thơm cực kỳ mỹ thuật, mà lại thêm có mùi hương nữa. Thường á, người ta nói hoa đẹp thì không thơm, hoa thơm thì không đẹp. Vừa đẹp vừa thơm chỉ có phong lan. hay đó mọi người, đó mọi người. Người ta cũng nói là chó cắn thì không sủa, chó sủa thì không cắn, vừa cắn vừa sủa chỉ có chó điên. mấy anh em mà chơi lan là nghiện lắm, cảm ơn anh đã chia sẻ rất là một cách rất là vô tư, nhưng mà một cách cũng rất là chân thành. Xin chúc anh thật là mạnh khỏe. Nhưng mà Tùng cũng xin được nói thêm là lý do mà ngày trước đây người xưa có câu là gì? Vua chơi lan, quan chơi trà. Thì chắc chắn phải có một cái vẻ đẹp và một cái điều gì đó thú vị thì người ta mới chơi. Thì như cây hoa lan thì không nói thì mọi người cũng biết rồi, ngoài cái vẻ đẹp ra thì còn có một sức sống rất là mãnh liệt, đúng không? Đấy thì và nó có nhiều những cái vẻ đẹp và những niềm tin khác đó, cho nên là rất là nhiều người chơi hoa lan. Ví như anh Thanh Bạch vừa nói là sau những thời gian làm việc rất mệt mỏi thì mình về mình có thể là chăm cây tưới cây tại ban công nhà mình, không cần phải xuống vườn nữa, đúng không? Trời tại ơi, ban công trên sân thượng của một người bạn của Thanh Bạch, một cô bạn, thì thấy trồng hoa lan đẹp quá, cái cô bên cạnh cũng trồng, cái xong tới chừng
lan của bên cái cô bạn, người bạn của mình nó rực rỡ mà bên kia vẫn còn lá xanh chưa có hoa. Thế biết lý do là tại sao? Một chút xíu nữa vào cuối chương trình sẽ tiết lộ bí mật làm sao để hoa nở đều và đẹp. Và ngoài cái vấn đề mình chăm sóc ra, nó còn một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa đó các bạn. Ok, đó là chơi hoa lan. Còn câu chuyện mà chơi hoa lan mà lại có tiền thì thôi cuối buổi nói đi. Mình sẽ nói vào 2 phần 3 buổi đi. Ok, bây giờ chúng ta lên vườn lan nha mọi người nha. Chơi vườn lan mà có tiền. Vừa chơi mà vừa có tiền, sướng không? Quá sướng luôn. Rồi, okay. Giờ ăn vào, ăn chia sẻ luôn. Okay. Like trên fanpage cho nên không có tắt tên được. Ok. Trời ơi, sau này Tùng đẹp trai dữ trời. Ủa mọi người chia sẻ đi. Xin chào 1525 người đang xem nha. Chia sẻ cho Tùng đi. Chia sẻ cho Tùng và Thanh Bạch nha. À, chào ông bà chú tiệc. Tưởng cô chào chú rể. Đây chị qua đây. Đấy, chụp bánh. Đứng chụp bánh rau luôn. Chụp bánh rau luôn. Khi đấy em Mạnh chụp rau mới. Mọi người ơi, mọi người không chia sẻ à? Đâu rồi mọi người, đâu rồi? Mọi người đâu rồi mọi người ơi? Chia sẻ cho đông anh em vào xem nào. Chút xíu Tùng lên game luôn cho anh em luôn nha. Này lên game Bạch Tuyết luôn ha. Sau này Tùng đẹp trai quá mọi người. Chia sẻ cho Tùng đi. Ok. Ok. Mọi người ơi. Chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Để chúng ta lên vườn nha. Tiếp tục nói về câu chuyện em Lan. Mọi người chia sẻ đi. Ủa sao có Thanh Bạch thì mọi người chia sẻ mà có Thanh Tùng không mọi người không chia sẻ là sao? Thanh Bạch đang chụp hình với mấy anh em. Nhân. Ok. Rồi ok. Chúc xuống. Các bạn cùng chúc xuống. Mọi người chia sẻ đi. Sao có Thanh Bạch thì mọi người chia sẻ mà có Thanh Tùng mọi người không có chia sẻ là sao ta? Hello đấy. Ok, có wifi rồi mọi người ạ. Nó vừa bị rớt trời, rớt một cái rớt quá trời luôn. Hello. Thôi thế Thanh Kim Lệ. Em chào 1000 anh em của anh trai Thanh Tùng nha. Xin tất cả mọi người vào cùng bấm một nút share, một nút like cho anh Nguyễn Thanh Tùng cho mình nha. Xin chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nha. Ok, em chia sẻ đi. Chia sẻ. Xem môi em đó. Tới đây. Em chào anh Bạch. Em chào anh. Okay. Chào Mai Minh Tâm nha. Hello Trần Hải An. Hôm nay đẹp trai. Thanh Tùng đẹp trai nhưng mà đâu có đẹp trai bằng Thanh Bạch đâu. Không phải. Tại vì nó giống nhau á. Giống nhau. Nó cùng là chữ Thanh. Đẹp giống nhau á mọi người. Đúng không? Fanpage chứ. Hello anh. Fanpage. Xin chào. Mọi người chia sẻ mạnh lên. Chia sẻ cho thầy đi. Đúng rồi. Lâu vườn lan Thanh Tùng chứ. Vô vườn lan Thanh Tùng. Mọi người, Lê Quang Vương đã chia sẻ mời hội nhóm. Chào Lê Văn Quyết nha, Lê Văn Quất nha. Hello Hoa Lan Phú Lê. Đâu rồi mọi người ơi. Chia sẻ cho thầy Tùng đấy. 100 hội nhóm rồi đấy. Để chúng ta sẽ cùng giao lưu với nghệ sĩ Thanh Bạch nha. Vườn Lan Thanh Tùng. Khỏi. Ok. Anh Bạch mà chia sẻ một phát là tuyệt vời luôn. Chia sẻ rồi. Yes. Yeah. Đây. Trời ơi, sao mình vẫn cứ không đẹp trai bằng Thanh Bạch ta? Trời ơi đi nè, sẽ có người cạnh tranh cùng em nè. Đây. Quay cho. Xin chào mọi người nha. Bây giờ Lê Kim Thành sẽ là MC nha mọi người nha. Rồi ok. Rồi mình đứng lên mình nhìn qua máy chụp hình kìa.
rồi lắm nè, nằm lớn lên mình nhìn ra mày mấy cười tươi nè, hai ba tấm nữa nhé, chúng tôi nào, rồi cười tươi lên lần nữa luôn. Ô từ từ em đừng chụp ba em đừng chụp ba, đừng chụp ba kiếm nha, từ từ thành đấy anh chụp ba. Chưa được anh. Rồi lần nữa nhé, hai ba. Xong. Vô đi Thành. Dạ. Tới phiên em kìa. Tới phiên em. Bây giờ 007 nha. 007 khoanh tay lại cho ngầu đi. Khoanh tay cho ngầu nha. Ok. Cho ngầu luôn. 007. Đó. À 007 anh. 007 khoanh tay cho ngầu luôn, chuẩn bị cầm súng á. Mọi người vô đi, mọi người vô cầm đâm người vuông. Bước lên bước đi tới. Ok. 007. Rồi, ngầu đến trước nha. Rồi, đứng xét vô một chữ, đứng xét vô cho đẹp. Đứng xét vô cho đẹp. Rồi, mọi người nhìn con máy nè, cười tươi nha. Hai, thẳng cái đầu lên một xíu ha. Cầm súng lên. Cái nữa đi, rồi, cầm súng lên, đâu. Một, hai, ba, bắn nha. Một, hai, ba, bắn nha. Mọi người ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đi. Mọi người ơi, đây nè, mọi người thấy chưa? Đó, hoa đẹp hay thanh bạch đẹp mọi người? Mọi người đâu hết trơn rồi? Chia sẻ mạnh cho Tùng được không mọi người? Cho giá thể đẹp ở đây. Ừ. Ok, chào chị cũng được. Hello mọi người. Nãy giờ lo chụp hình rồi, giờ mới chào mọi người nha. Vườn lan Thanh Tùng, Bình Dương. Thưa quý vị, một vườn lan mà nơi đó sẽ gieo mầm ước mơ cho những bông hoa tuyệt vời từ khắp mọi nơi. Chào anh Bạch đẹp trai, đến với vườn lan Nguyễn Thanh Tùng. Ok. Đó. Hello, em giàu Lê Bảo Trân. Em Lê Bảo Trân chào anh Thanh Bạch. Kêu Lê Bảo Trân chia sẻ đi. Chào em trai nha. Chia sẻ nha Trân nha. Lê Bảo Trân. Chào Lê Bảo Trân nha. Trời ơi anh Tùng anh để. Anh em ghé đây chơi. Cho đông người xem đi Lê Bảo Trân ơi. Hello mọi người. Mọi người ơi. Chia sẻ cho Tùng nha. Chia sẻ Tùng để sau đây á là Tùng cùng với anh Thanh Bạch sẽ tâm sự một chút, tâm sự một câu chuyện về cây phong lan, về hoa lan. Đây là vườn lan của Tùng nha mọi người nha. Để em đọc cho nó lên nhanh. Hả? Để em đọc cho lên nhanh ngàn bây giờ. Hello mọi người nha. Đây quay mặt đây. Ok mọi người. Lê Kim Thành đang cầm máy của vườn lan Nguyễn Thanh Tùng nha. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ xin chào 255 người đang xem nha. Mọi người ủng hộ Thành đi nào, 269 người đang xem rồi, 287 rồi, mọi người lên đi nào, hoành tráng quá, ok. Anh Tùng ơi, anh cho đây, nói này. Đấy. Bây giờ Tùng kêu nha, cho lên nhanh nhá. Em kêu rồi nè. Nghe nha. Em kêu rồi. Bây giờ quan trọng là Vũ Bách là chia sẻ chưa nè. Em chia sẻ lâu rồi. Cảm ơn Tùng rồi. Nha. Mọi người ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Hôm nay ai chia sẻ chút xíu lên game trúng bạch tuyết luôn à? Lên game trúng bạch tuyết luôn nha. Vấn đề đây là Tùng muốn truyền thông điệp. Tùng muốn truyền một cái thông điệp đến với mọi người. Thành ra Tùng muốn là mọi người vào xem đông ấy. Mọi người ơi. Chia sẻ mạnh lên. Đây là em gái nha. Em gái. Chủ của Tùng nha. Chào cả nhà nha. Cả nhà chia sẻ mạnh lên nha cả nhà ơi. Ok. Tùng muốn là mọi người. Xin chào hơn 1k người đang xem live của Tùng nhá. Chào anh Tuấn chia sẻ cho thầy đi anh Tuấn ơi. Môi thầy đó. Môi thầy đó. 1k rồi. Lê Kim Thành hay lắm. Quá hay. Đó. Cảm ơn mọi người nhá. Xin chào mọi người. Rất là đẹp trai. Hôm nay anh Tùng đánh son môi. Đấy, mọi người ủng hộ nhá. Trời ơi. Ủng hộ lên 2k đi. Anh Tùng sẽ tặng một ki Phú Thọ và một ki HO. Hôm nay là lên Bạch Tuyết luôn nha. Nhưng mà đừng có ai gì ta thêm like cho Tùng nha. Không thêm like nhưng mà ai chia sẻ nhiều nhất đi.
ai chia sẻ nhiều. Em sẽ có một cái phần mềm để cho lên luôn. Ok. Ai chia sẻ nhiều nhất trên trang cá nhân và các hội nhóm thì sẽ một cái người đó sẽ được có cơ hội sẽ trúng một cái kỳ lan giá trị ở Thầy Tùng nha. Đó. Mấy ngày hôm nay Tùng không like, không gặp mọi người là hả bức bối, bực bội lắm. Hôm nay chơi rồi, chơi lớn luôn nha. Hôm nay là chơi lớn luôn nha. Đâu rồi? Mọi người ơi, chia sẻ cho Thầy Tùng đấy. Tay yêu của tôi đây nè. Hello mọi người, con chào mọi người nha. Cười cái coi, cười con lúng đồng tiền. Cười lúng đồng tiền đi. Mọi người ơi, mọi người đâu rồi? À, bây giờ mọi người chia sẻ nha, chia sẻ mạnh lên để ngay sau đây Tùng và nghệ sĩ Thanh Bạch sẽ có một cuộc nói chuyện tâm sự về cây lan của chúng ta ha. Mắt mũi rõ ràng là mũi thơm, mắt đỏ. Chi Ngoan ơi, chia sẻ cho Thầy Tùng đấy. Chị Ngoan ơi, chia sẻ cho Thầy Tùng nha. Rồi, đang trong lúc chờ đợi mọi người lên đông đông. Đang trong lúc chờ đợi mọi người lên đông đông thì ngay sau đây xin mời mọi người đi tham quan một vòng nha. Nãy kêu Lê Bảo Trân chia sẻ mà Lê Bảo Trân chia sẻ chưa ta? Bảo Duy đi mọi người. Duy luôn nha mọi người. Hai. Đôi mắt Blacku nha mọi người nha. Đôi mắt Blacku nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ để hôm nay có cơ hội trúng chào Nam Khánh nha. Chào Kim Duyên, chia sẻ đi nào. Sắp được ngắm hoa rồi mọi người ạ. À, đây có một bông hồng yên thủy nở nè. Ôi, chiều nó ngủ, nó gần ngủ rồi mọi người ạ. Này nữa 2-3 ngày rồi nè. Hồng yên thủy nha. Nữa 2-3 ngày rồi nha cả nhà nhé. Hello mọi người. Mọi người chia sẻ nè, để ngay sau đây chúng ta vào việc nha. Ngay sau đây chúng ta vào việc nha, anh em nha. Hồng yên thủy sắp nở nè. Phê nha anh em. Cực phê nha anh em. Chia sẻ mạnh lên mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh lên để chúng ta vào việc nha. Để chúng ta vào việc nha. Đôi mắt Blacku lên cặp bầm góc phê mọi người. Đôi mắt Blacku. Em là người đẹp không tên. Bạch Tuyết đây. Đây. Bạch Tuyết đây nè. Mấy chỗ này Bạch Tuyết này, Bạch Tuyết phê này, siêu phê này. Bạch Tuyết và Bạch Tuyết lùn á. Bạch Tuyết siêu phê đây. Thầy ơi, mầm gốc người đẹp không tên này. Người đẹp không tên. Đây này, mầm gốc người đẹp không tên. Mầm gốc người đẹp không tên, quá đỉnh. Mầm gốc người đẹp không tên. Đây là người đẹp không tên. Siêu đỉnh, mọi người nha. Người đẹp không tên, đây là người đẹp của anh Thành. Người đẹp không tên anh em ơi. Ký chân thân nha. Mặc đồ vest trên này mà có nóng không anh? Không phải, ý anh
gió, nắng và gió. Không làng là phải có gió. Nắng mưa gió là nó phải được hưởng thụ. Mưa mà trực tiếp là nó cũng bị nước lên, cho nên là phải có che nắng che mưa. Người đẹp không tên. Thay vì lấy cái gió ngoài thiên nhiên lấy gió này. Ngọc Sơn Cước hay là cờ đỏ này. Bà Lê Gu. Cờ đỏ đây nè. Hai ki cờ đỏ. Đây một ki nữa là ba ki cờ đỏ. Sắp tới ta sẽ có được ba ki cờ đỏ. À biết đâu lại lên được một bông hoa nhỉ. Kinh Bắc đây. Đây cái gì anh? Không tên ạ. À? Không tên. Tại sao mà bốc cả nhỉ? Kinh Bắc đây mọi người. Có sao anh tự nhiên? Có, anh có Long Khánh chưa? Có này em. Đủ hết rồi gì nữa. Xin chào mọi người. Ủa sao mà tự nhiên không thấy gì trơn nè? Sao không thấy ai comment? Đưa cái máy khác ai đọc comment em ơi. Đúng rồi. Đây bà Duy nè mọi người. Hello mọi người nha. Chào mọi người đây em. Chào mọi người. Cảm ơn Hồng Thơm nha. Chia sẻ cho Thành. Không đọc được ta. Mình không đọc được comment. Cô chào ghê, dài ghê. Chào, cảm ơn anh Huân Nguyễn nha. Chào Trung Sony. Ừ. Đó. Để vút qua vút lại đi. mũi cái mũi mà đặc biệt là phần màu tím hai bên giống như là họa sĩ vẽ, giống như là hai con mắt mà đúng rồi. Nói chung nó không giống với lại bất kỳ cái loài hoa nào khác, cái giống vậy và lại có cái đẹp này, nó vừa mỏng manh nhưng mà lại vừa bền chắc. Ok, rất là cảm ơn anh Thanh Mạnh nha. Buổi chiều là nó xuống rồi mọi người. Kim Duyên, cảm ơn Kim Duyên nha. Cho anh Thanh Tùng. Một lần nữa cảm ơn Thanh Bạch rất là nhiều nha. Chúc anh có một cái buổi tối thật là tuyệt vời bên nhà hàng tiệc cưới Thanh Tùng cũng như vườn lan Thanh Tùng nha cả nhà nha. Đây, anh Tùng. Sao mình không đọc được comment? Thành ơi Thành, sao là lên được một K3 mà lại dừng lại mất rồi? Đây là ấn comment không đọc được comment luôn nè. Đây để tại vì bây giờ lấy máy khác nha. Đây để comment cho. Bây giờ đầu máy này đi. Hôm nay là rất là tình cờ nha cả nhà nha, chứ không có sự chuẩn bị. Đây. Thực tế là bên nhà nó cũng có mấy chỗ của ấn comment rồi. Ok. Anh Thanh Bạch trẻ quá, năm nay anh Thanh Bạch mới 42 thôi bạn. Anh Thanh Bạch là do là đi tu nghiệp bên nước ngoài nhiều. Và ủa cái gì xong nó nhanh nhá. À cái này bị nhiễu này. Vừa nãy em thoáng nhỉ. Ở đây là nó bị nhiễu wifi khác. Anh thử bật qua bao giờ. Đấy, ok chuẩn rồi. Xin lỗi mọi người nha, vừa rồi hơi bị mất sóng một chút nha. Rồi anh Tùng chào Tương Trân Trương Tấn Thành nha. Chào Trần Quý Hiên nha, cảm ơn bạn đã chia sẻ nha. Hello New Travel. Anh Cherry Tú Hòa Bình, xin chào tất cả mọi người.
Hôm nay thì thưa mọi người, anh Thanh Bạch đang có mặt tại vườn Lan Thanh Tùng nha. Rồi bây giờ tắt wifi luôn rồi. Ok mọi người nhé. Chào Phan Rio, hello Minh Nguyễn. Chào Ngô Thị Cúc ạ. Đấy. Mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Hello Lê Vĩnh nha. Hello Triều Hoa Lan. Đây cả nhà. Anh em chúng tôi đang có mặt tại vườn Lan Thanh Tùng nha. Đang nói về câu chuyện hoa lan. Một trong những loài hoa rất là đẹp mà Tùng rất là đam mê, rất là yêu thích. Và hôm nay á thì lại gặp một nhân vật lại còn thích và yêu hơn Thanh Tùng. yêu năm cánh trắng Phú Thọ này, yêu năm cánh trắng Bạch Tuyết mới ghê chứ. Mọi người thấy không? Đó, anh Thanh Bạch đang có dự định là sẽ làm một cái gọi là góc nhỏ đam mê. Góc nhỏ đam mê đúng rồi. Anh làm ở đâu anh nói mọi người luôn. Góc nhỏ đam mê nó sẽ làm trong một khuôn viên ngoài nguyên một cái ban công của mình. Bây giờ mình đang trồng đủ thứ hết, bây giờ mình phải thu xếp lại để có chỗ cho phong lan. Mọi người thấy chưa? Sắp tới đây á là có thể là một cái trend nha mọi người, một cái trend nha. Đó là mọi người sẽ làm một cái góc nhỏ đam mê, một cái vườn lan mini của mình ở trên trên ban công, trên sân thượng, trên mái nhà. Vừa có thể là chơi nhá. Vừa chơi nhưng mà vừa có thể là với Tùng là Tùng vừa chơi, Tùng vừa làm kinh tế. Còn mọi người mà chơi sang thì mọi người cứ chơi. Lê Kiên Thành. Lê Kiên Thành. Anh Tùng ơi, bây giờ em mới gặp anh Tùng thôi. Anh Tùng nói là anh Bạch nói là có góc nhỏ đam mê ở trên nhà. À. Thì bây giờ em chỉ cần hỏi nhẹ anh Bạch một câu. Ừ. Hôm nay anh Bạch là siêu MC và đào tạo rất là nhiều MC, nhưng hôm nay MC Lê Kim Thành hỏi anh Bạch. Phỏng vấn. Lê Kim Thành hỏi Bạch. Em đố anh Bạch một cái nha. Cái này không phải là đố mà là em hỏi thôi. Anh Bạch nói, anh Bạch chia sẻ là anh Bạch đã có làm cái trang phố rồi. Thì theo anh Bạch là cây lan va nó khác cây lan thường ở điểm nào? Anh biết được cái nào thì anh nói nhé. Tức là anh chia sẻ thôi, không cần phải biết hết. Không cần biết nhiều. Thật ra thì Tết vừa qua có một người sư của một chùa nổi tiếng. Hả? Tên là chùa là Thanh Bạch ơi, sư phụ tặng cho Thanh Bạch hoa lan đột biến. Thì mình biết đột biến là đột biến. Và cho đến hôm nay khi đến cái vườn lan Thanh Tùng thì mới biết là hoa lan Phú Thọ đây. Thì rồi á. Nằm canh trong điểm sắc tím tuyết giờ à. Nơi đó mang lại những hương thơm ngào ngạt bên chung nguồn trà mình kết bạn tâm giao. Hoa kia dẫu có phai màu nhưng tình với nghĩa trọn đời không. À! Một ngàn anh em vỗ tay cho anh trai Thanh Bạch rất là tuyệt vời. Mọi người thấy chưa? Đấy. Người ta là xuất khẩu thành thơ mà bây giờ là Thanh Bạch là xuất khẩu thành tân cổ giao duyên. Máu chưa? Mà mới nhìn vô năm cân. Mới lần đầu nhìn thấy năm cánh trắng Phú Thọ thôi chứ. Mới lần đầu biết được năm cánh trắng hoa lan năm cánh trắng mà đây là năm cánh trắng Phú Thọ mà đã có nhã ý là làm một cái vườn lan, một cái góc nhỏ đam mê trên ban công, trên sân thượng nhà mình. Và vừa rồi thì lại ngẫu hứng làm một cái câu tân cổ giao duyên. Đỏ đậm hai bên. Buổi sáng nó. Mọi người thấy chưa? Đam mê đó. Cái hạt sơn. Cái sơn đỏ. Cảm ơn Huỳnh Công Minh nhá. Chào Bảo Bảo, hello Trọng Hậu, chào Nguyễn Thăng Long. Chào Trần Hiền. Nó đổi màu ban chiều thì nó cụp lại. Ờ. Và để qua đây luôn đây. Bây giờ anh biết anh Bạch về cái bông này còn, các cụm anh Bạch còn đào tạo nhiều. Phát hiện ra cũng này cái mặt bông này đó. Cách đây bao nhiêu năm rồi? Toàn là học trò đẳng cấp hiện tại bây giờ Bạch đang đào tạo. Chiều nay thì Thanh Tùng và Thanh Bạch sẽ đàm đạo với nhau, sẽ trà nước với nhau để cùng ngắm lan và cùng nói về cái vẻ đẹp của hoa lan. Đấy, thêm vào đó thì
chút xíu nữa thôi, chính tay của Thanh Tùng và Thanh Bạch sẽ tặng cho cô dâu và chú rể của buổi chiều ngày hôm nay một giò lan. Đấy, một giò lan nha mọi người nha. Trước sự chứng kiến của hôm nay là 1.300 khách. Và mọi người biết không, Tùng lan tỏa đam mê, lan tỏa cái đẹp nha. Chính xác là lan tỏa đam mê, lan tỏa cái đẹp đến hàng ngàn người. Thí dụ như hôm nay là tiệc 1.300 khách ở sảnh luxury của nhà hàng Tùng á, thì 1.300 khách đó thì Tùng đoán là lúc mà phần nghi lễ diễn ra thì phải có mấy trăm người đang live stream, đúng không anh em? Đúng rồi. Mấy trăm người đang live stream đó, mỗi người trên dưới 100 người xem thôi là mọi người biết lan tỏa ra bao nhiêu ngàn người. Tùng muốn lan tỏa cái vẻ đẹp của hoa phong lan nói chung thôi. Và hôm nay ở vườn Tùng có 5 cái trắng Phú Thọ nữa nha. Đó, thì Tùng cùng với MC Thanh Bạch sẽ tặng cái giò 5 cái trắng Phú Thọ cho cô dâu và chú rể, nhằm mục đích là lan tỏa cái đẹp của hoa phong lan. Đấy, nha mọi người nha. Và có một điều bí mật, có một điều bí mật mà chút xíu nữa thì anh Thanh Bạch sẽ nói về 2/3 chương trình hay cuối chương trình. 2/3 đi nhé. 2/3 đi. 2/3 sẽ tiết lộ. Sao? 2/3. 2/3 của chương trình sẽ tiết okay. Tiết lộ bí mật à? Tức là mình phải làm sao cho giúp để mình cùng vô cái chương trình chính thức làm lễ. Ok. Đó, tức là 2/3 chương trình sẽ tiết lộ nha. Ủa sao lên K3 cái đứng đây sao? Đứng đâu anh? Nó vẫn lên K3 kìa. Vẫn đang hoạt động bên đây nè. Hello em trai Nguyễn Duy Tân nha. Anh chào Nguyễn Duy Tân. Chào Nguyễn Duy Tân. Nguyễn Trung. Anh chào Lê Võ Kim Quang Nhật. Anh chào Lê Kim Thành. Lê Kim Thành. Ủa nhưng mà từ đầu giờ anh chào em chưa? Chưa. Chào Nguyễn Thanh Tùng. À, ô chào Nguyễn Thanh Tùng. Ôi, Lê Thanh Bạch chào Nguyễn Thanh Tùng. Thanh Bạch xin chào quý vị. Và thưa cả nhà, sắp tới đây á thì Thanh Tùng và Thanh Bạch sẽ cùng đồng hành ở rất nhiều chương trình khác, ở rất nhiều sự kiện khác nha. Nhằm lan tỏa cái vẻ đẹp này, nhằm đem lại những cái điều tốt đẹp cho cá nhân Tùng và anh Bạch, cũng như là cho cộng đồng. Mình góp những cái phần cực kỳ nhỏ bé của mình đến với dành cho ngành lan của chúng ta nha anh em nha. Sắp tới là Tùng sẽ mời anh Thanh Bạch ra ngoài văn phòng Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Hoa lan Việt Nam AOV đó, để tham quan cái cơ ngơi văn phòng cũng như giao lưu với các thành viên trong ban vận động, đặc biệt là ban lãnh đạo lâm thời, trong đó có giáo sư Trần Duy Quý, là hiện tại là đang là chủ tịch của Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Hoa lan Việt Nam AOV. Đấy. Chào Trọng Đạt nha. Hello Trịnh Đình Lộc. Chào Thủy Tam Quan nha. Chào chị Ánh Tuyết Victoria. Bây giờ Thanh Tùng có thể chia sẻ một chút xíu nữa về cái việc mà nếu như quý vị đam mê về phong lan, thì ngoài cái việc tình yêu gọi là đối với nghệ thuật đi, đối với phong lan, để bên cạnh đó thì có thể để phát triển kinh tế gia đình nữa, thì cái điều này mọi người sẽ là được lời gấp đôi á, tức là làm một việc mình yêu thích mà trong đó thì có mang lại cái sự ổn định thêm nữa cho gia đình về kinh tế. À, thì cái điều đó xin mời quý vị cùng lắng nghe bây giờ. À, cái này nè, cái này là hai anh em không hề có một cái kịch bản trước luôn, không kịch bản trước, mà cái này là anh Thanh Bạch, anh thông minh quá, anh nhảy số luôn, quá thông minh. Tùng phải nói là Tùng khen anh Thanh Bạch là tại sao mà anh lại giỏi lâu nay là như vậy á, tại vì anh quá thông minh. Thật ra thì bây giờ những cái niềm đam mê đó nó phải được kinh tế, gọi là hạ tầng cơ sở mà phát triển thì thượng tầng kiến trúc mới vững. Cho nên là kinh tế mà ổn thì mọi cái ước mơ, mọi cái sự lãng mạn nó mới xảy ra. Chứ mà nếu nó bất ổn thì sự lãng mạn nó bị chao đảo và nó không có vững bền. Ý là, để mọi người thấy chưa, anh cực kỳ thông minh và cực kỳ giỏi. Cho nên anh nói trong một cái chương trình mà là hai anh em không hề có nói trước. Không hề lên kịch bản trước rằng là hôm nay Tùng chỉ mời anh Thanh Bạch về đây á là để tham dự một cái sự kiện rất là lớn, 1.300 khách ở cái sảnh cưới chiều nay đó, thì lại gặp luôn một cái người anh là lại đam mê hoa lan còn hơn Thanh Tùng. Thế mà hỏi
Thì vừa rồi anh mới nói là cái câu chuyện là chơi cái đẹp, chơi cái mỹ thuật, nhưng mà là phải gắn liền với làm kinh tế. Đúng không? Ý anh hỏi vậy đúng không? Đúng rồi. Tức là vừa rồi là anh nhảy số điều đó mọi người. Anh nhảy số. Bây giờ chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của chậu này đi. Đó. Bây giờ là một chậu tác phẩm năm cây trắng Phú Thọ, mặc dù là nhỏ nhưng chúng ta làm hoa như thế này nhá. Thì bây giờ theo anh Bạch thì một cái chậu sum suê ở dưới gốc như thế này và một thân mẹ và cái lá, cái hoa như thế này thì anh Bạch có thể là cho nó một cái ý nghĩa như thế nào? Ví dụ như là sum suê vun bày hạnh phúc hay như thế nào, anh cho một cái ý nào nó theo như anh là nó phù hợp. Cái này hợp với vi luật tự nhiên ở cái chỗ là ngày xưa đó. Cái thế hệ của Thanh Bạch đó, một gia đình có thể đến 8, 9, 10 con. Tức là càng đông con thì phúc lộc càng lớn. Nhưng mà tại vì dân số trên thế giới bây giờ nó tăng nhanh quá, nhiều quá, cho nên người ta mới nói mỗi gia đình từ 1 đến 2 con. Thì thật ra quý vị hãy xem những người con của cái cây mẹ này, nó cực kỳ đông đầy, nó rất là vui. Một thế hệ, những thế hệ tiếp theo đó, nó các quý vị thấy không, nó phong phú và nó đa dạng, giống như là có con thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, nó nhiều thứ tám. Nó nhiều thế, nhiều thế hệ liên tục, và cái sự vươn lên của thế hệ sau quý vị thấy nó hứa hẹn cho một những cái mùa lan của năm tới và năm tiếp theo nữa. Tuyệt vời quá, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Và từ một cái người con trưởng thành như thế này, chúng ta có thể nhân giống để thành ra một cái chậu lan mới. Trời ơi. Và cái kỹ thuật đó nó được rất là điêu luyện ở chỗ là ngày nay công nghệ đã giúp cho cái vết mà mình cắt nó đi nó không có bị vi khuẩn virus xâm nhập. Biết rồi, tức là nó làm lành vết thương một cách rất đẹp, mà nhìn nó giống như một cái nụ hoa mà sắp nở. Mà tính cái điều đó quý vị được an toàn bằng cái công nghệ của sự phát triển của ngành lan, và làm cái điều đó hết sức là chuyên nghiệp. Anh Tùng ơi, mà sao bây giờ Tùng cũng không hiểu luôn, tại sao bây giờ anh Thanh Bạch mình đang bí mật mà anh biết hết trơn rồi. Anh Tùng ơi, tức là em đã đặt tên cho cái chậu này rồi, trước khi mà lên trên đây, lên trên vườn anh ấy, đã đặt tên cho cái chậu này là đông con nhiều cháu. Sinh sôi nảy nở thì đúng những gì mà anh Thanh Bạch phát hiện luôn. Công nhận anh Thanh Bạch không những là MC, không những là nghệ sĩ, theo em còn hơn thế nữa. Có khi sắp tới là trở thành nghệ nhân á. Có khi sắp tới là nghệ nhân chăm lan á. Bạch tiếp được cái năng lượng yêu phong lan của mọi người. Đối với mọi người, thật ra Bạch là người nghiệp dư nhất, cái người chưa có nghiên cứu, cái người chưa có kiến thức về phong lan, nhưng mà cái tình yêu quá lớn của quý vị nó đã kết nối lại thành một cái từ trường năng lượng, và nơi đó Bạch có thể cảm nhận được cái từ trường đó. Và Bạch thì hay hỏi mà, cho nên là bất kỳ cái gì mình thấy lạ là mình cũng đều hỏi. Mà cái hỏi đó chính là những cái ý nghĩa hết sức là tuyệt vời. Đây là bao gồm là hơn chục bông hoa, nó tượng trưng cho là hạnh phúc đồng đầy đấy, hoa nở đấy, nắng, người ta gọi là gì nhỉ, đủ chào anh chị Sài Gòn nha, chào Lê Hổ, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đồng đầy. Nhưng mà một cái chậu thân mẹ như thế này và hai cái mầm gốc như thế này, người ta tượng trưng là một vợ hai con sum vầy hạnh phúc. Hôm nay là nghệ nhân Lê Kim Thành. Mà nhá, bây giờ tôi ganh tị này. Bây giờ tôi cũng ngồi đây, tôi là Hoàng Nguyễn, và đây là Lê Kim Thành với là Lê Thanh Bạch. Mọi người thấy chưa, trên đây là hai người này đấy kết hợp với nhau là quá ăn ý luôn. Hôm nay MC Lê Kim Thành phải nói là học được đại sư tổ MC Nguyễn Lê Thanh Bạch rất là tuyệt không, vời. Đối với phong lan mọi thứ đều bình đẳng. Đây cái câu này, anh nói lại câu này, cần nói lại câu này. Và đối với phong lan thì mọi thứ đều bình đẳng. Dù bạn là hoa hồng, hoa cúc, hoa mai thì phong lan vẫn có một thế giới riêng của phong lan. Và hoa mai cũng không thể ganh tị là tại sao mình phải cần đất mình mới sống mà phong lan không cần nhỉ. Thì cái điều đó là tại vì cái giống nó khác biệt, khác biệt, sự khác biệt, một sự khác biệt phong phú cho cuộc sống. Đúng rồi, sự khác biệt tạo nên sự phong phú lớn. Hay họ Lê thì cũng là người Việt Nam, cho nên cái niềm đam mê nó giống nhau. Ok, chào anh Việt Hùng nhé, chia sẻ cho em đi. Xin chào mọi người, hiện nay đang hơi ẩn cần em một chút, thành ra là và đang trong câu chuyện á, cho nên là Tùng sẽ ít trả được mọi người nhé. À đây, thì nói về cái nguồn gốc của cái cây năm cây trắng Phú Thọ này một xíu để cho anh Bạch có thể là hiểu thêm. Tức là cây năm cây trắng Phú Thọ này được các cảm ơn Trần Dũng đã chia sẻ nha, của người dân Phú Thọ phát hiện năm 1972 là rất là nhiều năm rồi Tuyền, đúng không?
Đó là một đoàn văn công, họ đến đấy họ công. Họ diễn xong họ thấy cái bông hoa đẹp, họ mang về họ trồng. Như đó ở trên chùa đúng không? Ở trên cái đình, đình cổ tuyết của Nam Đông. Đây là một cái bông hồng nguyên thủy đây mọi người. Thì mà nở buổi chiều thành ra nó hơi gục xuống nha. Đẹp, nói chung bông này tương đối được, nhưng mà nó bị cũ, nó nở từ cách đây mấy hộp này. Em chào anh Lành Phan. Hello anh Lành Phan, chào Bát Tùng Trương. Hello Việt Biên Hòa. Chào Hoa Lan Cố Đô nha, xin chào mọi người. Đó, hôm nay thì Tùng có mời anh Thanh Bạch về đây để cùng vừa uống trà, vừa ngắm lan, vừa nói chuyện về cây lan của chúng ta nha. Nha mọi người. Đây là năm cánh trắng Kinh Bắc cả nhà. Đây năm cánh trắng Kinh Bắc nha. Đây là Ngọc Sơn Cước. À, tất cả cây này mình đã cắt ươm hết rồi nha cả nhà nhé. À, mình cắt ươm hết rồi. Đang lên mầm gốc, rất là đẹp. Cái này là người đôi mắt Pleiku nha cả nhà nhé. Đôi mắt Pleiku. Đôi mắt Pleiku nha. Đôi mắt Pleiku. Hai cái thân già đã cắt ươm rồi nhé. Hai thân già đã cắt ươm. Đôi mắt Pleiku. Pleiku luôn nha mọi người, Pleiku này. Sát đằng ngắm hoa nha. Sát đằng ngắm hoa. Đây là người đẹp không tên. Người đẹp không tên. Người đẹp không tên đang ra kia trên thân và ra mầm gốc luôn. Đây cũng là người đẹp không tên nha cả nhà nhé. Người đẹp không tên đang ra kia trên thân và cặp mầm gốc để siêu phê. Người đẹp không tên. Người đẹp không tên thứ nhất. Người đẹp không tên thứ hai. Người đẹp không tên thứ ba. Người đẹp không tên thứ tư. Tất cả đều cắt ươm hết rồi cả nhà nhá. Ơi da, vừa rồi Tùng cắt 2 mét mọi người ạ. Vừa rồi Tùng cắt 2 mét người đẹp không tên. Mầm gốc nó un un nần. Un un nần un nần un nần. Người đẹp không tên nha cả nhà nhá. Hơi bị ấn comment một chút nha. Chào Hà Xuân Tiệp. Này, cờ đỏ cũng sắp tới được có 1, 2, 3. À, không biết là kỳ hay hoa đây. Không biết là kỳ hay hoa. Đây là... năm cái trắng Bảo Duy cả nhà nhé. Năm cái trắng Bảo Duy. Cái này cũng Bảo Duy này. Bảo Duy này nó đang muốn nó già lắm này. Cái này Bảo Duy này già lắm này mọi người. Già lắm rồi. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Ok, ngay sau đây chúng ta lại quay lại với cái chương trình buổi ngày hôm nay nhé. Anh Bạch là chưa hình dung được cái này này. Anh bấm vào đây này để cho em nói cho nhỉ. Tức là một cái chậu, một cái cây hồng nguyên thủy như thế này. Ra rễ như trồng xuống vào cái chậu này trong vòng thời gian 2 năm, 3 năm nó có thể dài tới 10m, 20m giống như những cây kia. Thì những cái cây như vậy bắt đầu tại sao người ta làm kinh tế và người ta kiếm tiền được từ hoa lan. Một cái cây 5 sen mà bây giờ người ta nhân ra hàng chục mét, hàng 20m, người ta lại làm ra hàng trăm hàng chậu như thế này. Thì ví dụ bây giờ em bán là 5 triệu cây này. Thì 5 năm sau em bán được hàng trăm chậu, mỗi chậu 5 triệu. Anh Bạch chào Nguyễn Thắng nha. Đó là như vậy. Làm kinh tế. Đó là làm kinh tế đấy. Đó là làm kinh tế. Còn bây giờ là anh em mình chỉ ngắm thôi. Ngắm bông thôi. Ngắm bông nha. Ngắm bông. Đồ mà rất là anh. Đây và nhiều cây con. Bây giờ này, thay đổi không khí thì bây giờ anh Thanh Bạch vừa ngắm hoa, vừa uống trà, vừa nói chuyện với mọi người mà vừa đàn hát một bài gì về Hồng Lan. Anh em đồng ý không? Đây anh ngồi bên này, anh ngồi bên này để quay vừa luôn này. Đẹp quá. Anh đây nha. Anh hát bài mà anh ưa thích. Bây giờ mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Tùng vừa nói cái là ngẫu hứng luôn, chơi luôn.
Đấy, và sau đây là anh Thanh Bạch vừa ngắm lan, vừa tâm sự với mọi người và vừa hát một bài về phong lan luôn. Yo. Đứng cái chậu. Đường làng Bắc Cát mênh mông tần chân trời. Đứng cái chậu này đây. Để ta ca hát bên nhau và yêu đời. Ta vui bên nhau lời ca hân hoan. Woo! Hay quá ta. Mọi người thấy máu chưa? Hãy hát bên ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ra ta 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 ra ta ta ta. La 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 la. Vừa đi vào chơi mọi người thấy chưa? La 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 la. Rồi. Mọi người chia sẻ cho thầy Bạch đi mọi người ơi. La 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 sẽ có cơ hội, có thời gian chia sẻ và biết đâu sẽ là một trong những người để tiếp tục phát triển phong lan Việt Nam. Quý vị ơi, từ quê hương Phú Thọ đã lan tỏa một giống lan quá tuyệt vời. Mà Thanh Bạch không nghĩ là Phú Thọ dài đến 10 mét. trồng lâu thì sẽ dài thôi. Và mình cứ tưởng sẽ nó mọc lên, hóa ra là nó rủ xuống như dòng suối vậy, quý vị. Đẹp không? Đẹp. Thích nhất là một cái cuộn nải người ta. Mình đứng sao nó đẹp quá trời. Đây. Anh Tùng qua đây. Rồi. Đây nè. Cái này là để chụp ảnh nè. Như rồng bay phượng múa luôn ha. Như rồng bay phượng múa nè. Đây nè, chụp luôn. Trẻ adore. Trên đường lính lấy xuân về. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. À, mùa lan hả? Đến cái lông tuyết ở dưới đây là nhung. Đã lại đại ca Thanh Bạch lại phát hiện ra thêm một điều nữa mọi người. Hồi nãy là biết được năm cánh trắng nè, rồi hai mắt đậm nè, rồi cái mũi tây đúng ha. Bây giờ phát hiện thêm là môi có tuyết nữa mọi người ạ. Có lông có tuyết nha mọi người thấy chưa? Sáng mà lung linh những giọt sương ngầm thì thôi á, nó cực kỳ lãng mạn quý vị ơi. Mà biết sao mọi người, lúc đầu á là thích năm cánh trắng Phú Thọ, bây giờ thích lên đấy Bạch Tuyết rồi nha mọi người nha. Bây giờ thích lên đấy Bạch Tuyết rồi. Đây là đây Bạch Tuyết với Phú Thọ nha. Đây này, đó như này đó, đây mọi người này. Bây giờ là anh Thanh Bạch á, là thích mấy cái hàng quốc dân. Lúc đầu thì là thích gì Phú Thọ rồi HO Hồng Yên Thủy đó, đung đưa. Wait.
Mọi người chia sẻ đi mọi người. Wow. Kiểu gì cũng phải có phòng lan cho đó nha anh em. Quá tuyệt vời. Hát bài gì? Kết bạn với những người bạn mới, những người bạn yêu phong lan, và mỗi người đã bắt đầu cho mình những mùa hoa rất là tuyệt vời. Bài mới của Hoa Phế Họ thì chúng ta thấy trong một năm mà phải ba đợt mọc chồi non, chồi mới non. Thì cho nên là cái sự nhân giống của nó rất là thuận lợi cho những ai yêu đầu tư phong lan và để phát triển. Chia sẻ cho anh Dân Đam Mê, cho cái niềm đam mê của mình cho nhiều người đó. Trên cả tuyệt vời, xin được chúc mừng Thanh Tùng. Chúc gia đình Thanh Tùng luôn luôn không những là có nhiều người nghe, có nhiều sự kiện và đặc biệt là chuyện mới rất là đông khách, nhưng mà mọi người cũng sẽ được có cơ hội tham quan. Được tặng lan luôn. À, cô dâu chú rể sẽ được tặng hoa phong lan. À. Đó, mọi người thấy chưa? Tùng phải nói là một cái người anh mà phải nói là rất là thông minh. Đó là lý do tại sao mà anh đi du học ở nước Nga cả chục năm đó mọi người. Chưa nói gì mà anh hiểu hết về hoa lan, cách chăm lan, cách nhân kỳ để chia sẻ cho anh em đam mê. Đó, biết được là vừa chơi vừa làm kinh tế. Thôi cái chuyện câu chuyện kinh tế này mình sẽ bàn sau. Nhưng mà thực sự phải nói là anh Thanh Bạch quá là nhanh nhạy. Và một điều đặc biệt, như lúc nãy anh Thanh Bạch tâm sự đó, anh mê đến mức độ là sắp tới đây anh sẽ dành một cái góc nhỏ đam mê trên gì nhỉ? Dạ, trên ban công. Trên ban công, trên ban công nhà anh. Em cứ ban công em cứ quên. Tại em làm là trên mái nhà mà anh lại làm trên ban công. Đó, mọi người thấy chưa? Có nghĩa là gì? Nếu chúng ta đam mê thì chúng ta có thể là chăm cây lan ở bất kỳ đâu. Như Tùng đam mê này, Tùng vừa đam mê, Tùng vừa làm kinh tế thì Tùng có thể làm trên mái của trung tâm hội nghị Từ Cái Thanh Tùng. Còn anh Thanh Bạch đam mê thì anh lại làm một cái vườn góc nhỏ đam mê trên ban công nhà anh. Mọi người thấy hợp lý chưa? Và nếu ai đam mê thì có nghĩa là trồng ở bất cứ kỳ nơi đâu, tại vì cây phong lan nó đâu cần đất đâu. Cần vỏ thông, cần giá thể và cần nước với gió là nắng đúng không? Đúng. Hát bài gì về phong lan đi. Và bây giờ xin tiết lộ một cái bí mật để cho lan nở đẹp cho quý vị. Tiết lộ bí mật. Thanh Bạch có một người bạn và lan nở rất là đẹp, rất là rực rỡ. Mọi người cũng biết tại sao. Thì hóa ra mỗi buổi sáng và mỗi buổi hoàng hôn, cổ đều dành những nụ hôn cho từng giọt phong lan. Cũng quá. Thì dòng như đoán được cái năng lượng đó, nó rất là đều và nó rất là đẹp. Lên kia cũng rất là đẹp luôn. Kia cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, bạn nói, ủa, vậy cái chuyện đó, nhân điện và tình yêu của con người. Tại vì trong phong lan thì có nước, mà quý vị không, nước thì cảm nhận được tình yêu. Giống như mình uống một ly nước mà mình nói lời cảm ơn, thì những tinh thể nước sẽ cực kỳ đẹp vào trong người của chúng ta. Cho nên sự biết ơn đối với thiên nhiên, đối với nước và đối với phong lan, thì tất cả những điều này giúp cho cuộc sống được tươi đẹp hơn. Và khi mình truyền đạt được năng lượng tích cực từ bản thân, thì cũng như chỉ cần một nụ cười của tình yêu, thì nụ cười đó sẽ làm tươi mát tâm hồn. Cho nên quý vị đừng quên mỉm cười dù bất kỳ hoàn cảnh nào, thì chúng ta sẽ tái tạo được năng lượng. Bởi vì một cái thông điệp tích cực được trao đi thì nó sẽ phản hồi lại tích cực. Cho nên phong lan mà quý vị. Đó, mọi người thấy chưa? Vừa rồi thì nghệ sĩ Thanh Bạch có dành cho các bạn, cho chúng ta một cái thông điệp. Tức là chúng ta dành tình yêu cho cây lan thì cây lan sẽ xanh tốt, sẽ ra kỳ đẹp, sẽ nở bông đẹp, đúng không nào? Thứ hai, anh cũng truyền tới một thông điệp rất là tích cực, rằng là cho dù chúng ta gặp bất kỳ một cái hoàn cảnh khó khăn nào, thì chúng ta luôn có những cái năng lực tích cực, luôn có những cái suy nghĩ tích cực, thì chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn đó nha mọi người. Chào Nguyễn Văn Tâm nha em, cảm ơn em. Chào Đức Nguyễn nha. Đó, lúc nào cũng cứ tươi như hoa này làm sao già được mọi người. Đó, thấy không?
Đó, hôm nay thì Tùng cũng mời anh Thanh Bạch về đây á để tâm sự rồi uống trà, uống nước, nói về cây lan ha. Nói về cây lan thì trong cái buổi nói chuyện này á thì cũng rất là vui khi anh Thanh Bạch đã truyền tới Tùng, truyền tới những người đang xem live về cái mặt tích cực khi mà chúng ta yêu hoa lan, đúng không nào? Và bây giờ một tác phẩm mà lần đầu tiên Thanh Bạch xin hát tặng mọi người là Phong Lan và Tôi. Phong Lan và Tôi hả? Ủa? Ủa vậy đó? Có bao giờ mình thấy bài hát ta chia sẻ Thanh? Có bao giờ mình nhớ những phút giây mặt em mơ gần đây trên mi ai nụ nhớ vòng tay xin chẳng hay. Quá hay, quá xuất sắc. Mình với Lan tuy hai mà một, Lan với mình thì một mà hai. Mình với Lan thì xa bạn dặm, ta với mình vàng dặm cũng. Ta với mình vì một, mình với ta tuy xa vạn dặm, ta với mình vì một. Mình với ta tuy hai vạn một, ta với mình tuy một là hai. Hai ba. Mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai. Mình với Lan tuy hai mà dặm, ta với mình. mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Nghĩa là mình với Lan tuy hai mà một, Lan với Tùng với Lan tuy hai mà một, Lan với Tùng tuy một mà hai. Mà anh Bạch anh còn đưa vào cái câu là gì? Cái gì Phú Thọ có ở Sài Gòn là sao mọi người biết không? Vừa rồi là anh đi Sài Gòn đó, là mấy ngã ba ngã tư á, ngã tư lớn á, Bùng Binh lớn á, anh thấy là cái đầm cây trắng Phú Thọ đó nằm ở trên cái màn hình LED ngoài trời đó mọi người. Cho nên vừa rồi anh mới hát là có mặt ở Sài Gòn đó, Phú Thọ có mặt ở Sài Gòn đó. Như hoa phong lan chờ đợi thấy chưa? Ngày về đồ hoa nát làng lại đón anh mà nó bài gì nhỉ? Xin chào 1,8k người đang xem nha. Nhánh lan rừng nhánh lan sẽ thể hiện thật chính trạng rồi. Nào đứng ngồi phương ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng món quà biên giới anh sẽ tặng người yêu. Xin chào cả nhà đang xem live nhé. Bị ấn comment Tùng không đọc được nhưng mà Tùng sẽ dùng cái máy khác. Gửi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ, gió mưa không phai màu hoa trắng phong lan. Nhờ lúc chiến đấu đang hành quân trên bờ suối vàng, thấy nhanh lao rừng ta với nhau khi nào nữ hoàng. Những hoa phong lan chờ đợi dương gió không phải là ngày về.
nhụy hoa ngã khương đó em, nhụy hoa của phong lan. Nhụy hoa là màu gì? Màu trắng anh. Nhụy hoa vẫn trắng. Hay, chào Nguyễn Xuân Diệu nha con, lúc nào lên vườn lan cậu chơi nhá. Anh chào 1,8k người đang xem. Ồ, 1,8k người đang xem. Xin chào mọi người, chúc mọi người có nhiều năng lượng, có tình yêu. Bây giờ này này, bây giờ em với anh nói là mọi người ơi xem là ai nói hay nhá. Ai nói điệu hơn. Bây giờ Tùng và mọi người thì đã quen với cái câu slogan của Tùng rồi. Đúng không? Bây giờ nhưng mà hôm nay á là anh Thanh Bạch sẽ ra nói nha. Em nói trước, anh nói okay. Sau nha. Xem nhá, xem sau đó là mọi người. Sau đó là mọi người đánh giá xem là giọng ai hay nhá. Nha. Bắt đầu. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đi. Rồi bây giờ anh nói là mọi người ơi, chia sẻ cho thầy Bạch đi nha. Mọi người ơi, hãy chia sẻ cho thầy Bạch đi. Tôi nói đời chơi lan nó sướng vậy đó anh em. Đời chơi lan nó sướng vậy đó. Giờ để hát bài gì nha, cho thay đổi không khí nha. Xong đó chúng ta lại tiếp tục nói chuyện về em Lan. Nếu biết rằng em đã có chồng, tôi về cưới vợ nước dòng sông. Để cho thuyền cưới không qua được. Để cho thuyền cưới không qua được. Cho kẻ sang ngang khỏi lấy chồng. Cho kẻ sang ngang khỏi lấy chồng. Tông 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 tông. Nếu biết rằng em đã có chồng, ta ra ta tan. Anh về bắt dịch nhổ sách lông. Tiết canh làm đài vài ba đi. Chào chú Lê Dự nhá. Cho người vẽ thương lòng. Tan ta ra đầm bằng tan. Nếu biết rằng em đã có chồng. Chào thầy Dương Quốc Nam. Anh về sắm tạm. Chào chú Quốc Việt. Chào Hữu Thắng Nguyễn nha. Chào Nguyễn Thành Đức. Lãng anh nhớ người yêu cũ. Chào chú Lê Dự vừa rồi đã lên phó phòng nha, trưởng phòng nha. Chúc mừng chú. Chúc mừng thượng tá. Nếu biết rằng em đã có chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Đợi mai sau nữa con anh lớn. Cưới lại con em để trả thù. Rồi xong. Rồi xong. Thành công. Thành công là một câu nói mà anh Thanh Bạch muốn dành cho tất cả anh em yêu lan chúng ta và tất cả những ai đang xem live Thanh Tùng nhá. Xin chào 1,8k người đang xem live của Tùng nhá. Trên vườn lan Thanh Tùng. Fanpage vườn lan Thanh Tùng nhá. Thành ca một bài này anh Bạch cứ đệm kiểu gì cũng được. Phi điệp năm cánh trắng tôi yêu. Ok chú. Hay quá, kêu kiệt chứ. Em sẽ hát bài này và cái gì? Anh Bạch sẽ đệm. Ok. Có nhạc luôn. Rồi ok. Một loài hoa trinh trắng, trắng trinh nguyên. Kiểu gì cũng được. Ồ trời ơi, đẹp quá. Bây giờ này nhá, bây giờ Tùng sẽ dẫn mọi người đi tham quan vườn một vòng. Không hát à? Vừa đi vừa hát. Vừa đi vừa hát. Gọi là dung ca. Xuống dưới luôn. Hả? Xuống dưới em bảo anh em vip khét này. Có anh Bạch là vui. Không biết chán thì thôi. Đấy nha. Xuống, dẫn anh xuống đấy. Đây, ha mọi người ha. Chào mọi người nha. Chút xíu nữa là xong. Bây giờ Tùng Thanh nhá. Thanh ơi. Đâu, cầm luôn chụp hình luôn. Hai nhá. Hay, cầm xuống luôn anh, vừa cầm chụp hình luôn. Bây giờ Thành gọi cho lên 2k cơ nào. Em lo gọi cho lên 2k đúng không? Mọi người ơi. Mọi người ơi, cho lên 2k đi mọi người ơi. Ok nhá mọi người nha. À, vui quá, ok cả nhà. À, xin chào cả nhà nhá. Bây giờ Thành sẽ cầm Facebook và kêu gọi mọi người cho lên 2000k. 2k đi để Lê Kim Thành sẽ quay một số cái chậu tác phẩm Bảo Duy cho mọi người thấy nè. Ok, em chào anh Nguyễn Phương Hồng nhá. Xin chào Nguyễn Tấn Phước. Hát không hay bằng Kim Thành. Ok, xin chào Nguyễn Tấn Phước nhá. À, xin chào Trần Quân. Chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người đang xem live. Và xin mời mọi người cùng ngắm cây lan rất là VIP của anh Tùng.
Đây là cây ngọc sơn cước. Ngọc sơn cước bao nhiêu người mơ ước. Tầm này mà ví dụ như năm ngoái một cây ngọc sơn cước như thế này thì các bạn đủ hiểu là bao nhiêu rồi đúng không ạ? Rất là đẹp. Xin chào Huy Hoàng nhá. Chào 1,8 người đang xem nhá. Rất là tuyệt vời. Xin chào mọi người. Và đây là cây người đẹp không tên. Ok, chào Huy Hoàng, chào chú Hiến, chào chuyên rừng nha. Chào chuyên rừng Đinh Hân nha. Vâng, và đây cũng là người đẹp không tên. Rất là tuyệt vời mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người. Ok cả nhà nha. Đây là đôi mắt Breku. Xin chào Trần Hưng. Em chào anh Trần Hưng nha. Rồi, xin chào Lê Xuân Thi. Chào 1,7k người đang xem mọi người. Người đẹp không tên. Đây, người đẹp không tên là cắt xuống rồi mà lên cả mầm gốc, lên cả kỳ này mọi người này. Ok. Nên mới nói, nên mới thấy lan ảo quá. Nói chung ấy là lan hay là tiền hay là gì đó thì mọi người cứ chơi bằng cảm nhận của mình, đúng không ạ? Mình cứ chơi bằng cảm nhận của mình cứ chơi bằng sở thích của mình thích cái gì mình chơi cái đó. Và mình có bao nhiêu tiền thì mình chơi theo kiểu là mình có đúng bao nhiêu khả năng của mình thì mình cứ chơi đúng khả năng của mình, đúng không ạ? Mình chơi theo sở thích mà đâu có ai bắt mình chơi đâu, đúng không ạ? Cho nên là mình cứ chơi và hãy chơi đi khi đời cho phép, đúng không ạ? Bạch Tuyết. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Là những người đam mê thì mới có thể là làm được những cái công chuyện như thế này, đúng không ạ? Một cái vườn 600m đầu tư 64 bao nhiêu 64 24 chứ. Vườn này bây giờ là đầu tư hết 2 tỷ 4, đúng không ạ? 2 tỷ 4 tiền sắt. 2 tỷ 4 tiền sắt. Đấy. Rồi lan thì mọi người thấy không? Riêng cái chậu này thôi, đúng không ạ? Riêng cái chậu này thôi. Đấy. Riêng cái chậu người đẹp không tên này thôi. Mọi người thấy riêng cái chậu người đẹp không tên khi mà nó đang ở đỉnh cao nha. Đấy, chậu này bây giờ mình nói thật với mọi người là mua được rất là nhiều đất ở thành phố luôn nha mọi người nhé. Có gì mới không giao dịch gia đình? Ok, xin chào Nguyễn. Rồi, rồi. Đấy, xin chào tất cả mọi người. Đây là chậu người đẹp không tên. Nó gần 1 mét. Mọi người biết được là nếu như mà chúng tôi đã bỏ ra một số tiền khá là lớn. Đấy, để mua giống về để mà nhân giống đây mọi người nhá. Đây là cây năm cánh trắng Kinh Bắc. Đấy, Kinh Bắc 18 tỷ mọi người. Kinh Bắc nhá. Cờ đỏ này. Có ai có cờ đỏ cho mọi người ơi. Cờ đỏ nhá. Bạch Tuyết. Đấy, Bạch Tuyết. Đây cũng là Bạch Tuyết nhé cả nhà nhé. Đấy. Bạch Tuyết. Đôi mắt Breku. Nguyễn Tất Phước, thứ gì cũng có. Người đam mê hết. Ok, đúng rồi, Nguyễn Tất Phước ơi. Bác Nguyễn Tất Phước nói chuẩn đấy. Tức là khi mà đã đam mê rồi thì từ hàng VIP đến hàng thường đều có nha mọi người nhá. Ví dụ như đây là hàng thường này. Đây là hàng thường này. Đấy, đây là loại một loại bông, một loại hoa rất là phê này. Đấy, đâu cần phải là hàng va, hàng ấy đâu. Ví dụ như đã là đam mê thì thứ gì mình không chơi, đúng không ạ? Một kỳ Bạch Tuyết tầm 6 sen giờ khoảng bao nhiêu tiền bạn ơi? Nếu mà 6 sen thì bây giờ 6848 tầm khoảng độ là từ 40 đến 50 triệu bác ơi. Đấy, Bạch Tuyết là ví dụ như từ 4 sen từ 6 sen là khoảng độ là tùy theo từng lực cây nó tầm khoảng 40 triệu đến 50 triệu. Tùy lực cây nha mọi người nhá. Nếu mà cây VIP cây to thì giá nó cao hơn, còn cây nó ấy thì giá nó thấp hơn. Cây nó ốm yếu thì giá nó thấp hơn. Không tên nhé.
hay là không tên. Đấy, cây này là Long Khánh. Quá đẹp. Quá đẹp. Kinh Bắc. Này là Hồng Yên Thủy. Hồng Yên Thủy quá phê luôn. Cái này là có tem, có tem là có người rồi nhá mọi người nhá. Ok. Cây này là không tên. Đấy. Còn đây là năm cây trắng Phú Thọ. Năm cây trắng Phú Thọ. Đây năm cây trắng Phú Thọ mọi người nhá. Một cây như thế này thì bên vườn lan Nguyễn Thanh Tùng bán tầm khoảng độ bao nhiêu nhỉ? Một cây như thế này thì tầm khoảng độ 1 triệu. Đấy. Một cây như thế này tầm 1 triệu thôi cả nhà nhá. Đấy. Mọi người nhìn thấy vườn lan không ạ? Chúng ta nếu mà quay chúng ta phải quay như thế này. Xin chào 1K8 người đang xem. Mọi người chia sẻ lên chút xíu đi ạ. Đấy nha. Lê Kim Thành thì rất là đam mê. Chủ yếu là đam mê thôi và cứ đi quay cho anh em xem thôi. Đây là khu trung tâm hành chính Dĩ An Bình Dương nhé mọi người nhá. Đấy, rất là VIP, khu này rất là VIP. Hiện tại bây giờ nếu mà trên cái khu nhà này, cái khu nhà này trên mái nhà này thì hiện tại bây giờ với một cái chiều dài bề ngang khoảng gần 100m mặt tiền đường trung tâm hành chính ở đây thì nó đang có giá tầm khoảng độ là 500 tỷ nha mọi người nhá. Cái ngôi nhà tôi đang đứng ở trên vườn lan đây là nó tầm khoảng độ 500 tỷ. Mọi người thấy không ạ? Khu trung tâm hành chính. Đấy. Cái khu này thì nó là nếu mà ở thành phố Dĩ An là 500 tỷ. Đấy. Với một cái căn nhà như thế này, cái góc vườn lan này làm 600 mét là nó mới chỉ là một góc thôi. Đấy. Còn lại về bất động sản thì rất là nhiều. Đấy. Đây còn rất là nhiều khu ngoài đây chưa làm này. Rất là nhiều khu ở đây chưa làm. Đây. Đây là trên mái nhà cả nhà nhá. Đấy chạy dài ra ngoài kia luôn. Cả nhà là cả nhà chúng ta xem chút xíu nữa rồi chúng ta sẽ xuống like nha mọi người nhá. Ok cả nhà. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Đòn bẩy kinh tế. Anh chia sẻ thêm anh em về kinh nghiệm kinh doanh như chiến lược kinh doanh ạ. Chia sẻ đam mê cũng chia sẻ kinh nghiệm. Ok mọi người nhá. Bây giờ là đã tới giờ hết giờ làm việc. Lê Kim Thành nhà cũng như anh Nguyễn Thanh Tùng xin hẹn lại mọi người vào chương trình lần sau. Rất là cảm ơn mọi người đã tham gia ủng hộ và chia sẻ cho live stream nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào, xin chào, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Chưa anh? À thì... Ô, còn xuống dưới nữa à? À, chưa nha mọi người nha. Chưa nha mọi người. Xuất kỳ bảo di chưa bác? Lại xuất kỳ bảo di chưa bác? Đây là tưởng là hết chương trình rồi nhưng mà vẫn còn chương trình nha cả nhà. Chương trình sắp tới diễn ra là chương trình trao tặng cây Phú Thọ. Chương trình trao Phú Thọ. À quên, trao chậu lan này. Đây đây, em đang ở đây. Có một cái góc ngồi live stream rất là tuyệt vời bác. Đòn bẩy kinh tế, anh chia sẻ thêm anh em về kinh nghiệm kinh doanh cũng như chiến lược kinh doanh, chia sẻ đam mê cũng như chia sẻ kinh nghiệm. Ok mọi người nhé. Thì Lê Kim Thành cũng như anh Nguyễn Thanh Tùng và rất là nhiều anh em đam mê lan khác thì đã làm lan cũng được khá lâu rồi. Tuy nhiên mọi người
khi mà bước vào lĩnh vực làm ngành hoa lan này thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải có được mua được những cái giống chuẩn nha mọi người nha. Một là giống chuẩn và giống khỏe nha cả nhà. Giống chuẩn, giống khỏe, đúng không ạ? Và chúng ta nhân được giống nhiều. Chúng ta nhân được giống nhiều và nuôi được cây đẹp thì tất cả chúng ta đều thành công mọi người nha. Chào chú em. Dạ em chào, em chào bác Dân nhá. Chào Nguyễn Bác Ngọc. Đi xuống cho anh. Em đi xuống một vòng thăm sảnh quay hoa từ dưới lên từ trên xuống. Thăm sảnh luôn anh. Ok mọi người, xin còn tặng quà nữa chứ. Ok, còn tặng quà nữa chứ. Xin chào cả nhà nhá. Mọi người hãy chia sẻ giúp cho mình nhá. Và ngay sau đây bây giờ là không khí trên vườn lan và Lê Kim Thành xin mời mọi người xuống để mà ngắm thôi. Chứ còn bây giờ mà cây nào cũng làm một phun hoa thì làm sao mà có giống mà chia sẻ cho mọi người được, đúng không ạ? Làm sao mà có giống mà chia sẻ cho mọi người được. Đây, ông chủ đang chuẩn bị một cái tác phẩm đây, đúng rồi, anh em đang làm công tác phóng hình đây. Anh em đang làm công tác phóng hình để mang lên sân khấu. Dạ ok, chậu này sẽ được mang lên sân khấu với 2.000 người để tặng cô dâu chú rể cả nhà nhá. Ok, đối với ngành hoa lan thì đối với Thành, theo kinh nghiệm của Thành trong cái lĩnh vực hoa lan, đặc biệt là nếu như chúng ta làm cây hàng cây giống công nghiệp, đúng không ạ? Hàng cây giống công nghiệp cũng như là hàng va, đúng không ạ? Chúng ta nếu như các bạn có thể dùng đòn bẩy tài chính, đúng không ạ? Một câu hỏi của bạn ấy rất là hay. Nếu như các bạn, đúng không ạ, làm cây va cũng như là hàng cây hàng phi điệp bình thường, nếu như chúng ta dùng đòn bẩy tài chính, ví dụ như nếu như mà có ai, đúng không ạ? Nếu như có ai hoặc là các bạn vay được ngân hàng nha. Ví dụ các bạn vay được ngân hàng, các bạn chơi nha. Các bạn vay được ngân hàng, các bạn vào lan bây giờ, đúng không ạ? Với lãi suất là 1% một tháng. Tôi đảm bảo với các bạn là 100% thắng, không bao giờ thua được. Đây bây giờ ví dụ như tôi phân tích một cái cây đơn giản như thế này, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình chỉ phân tích đơn giản một cái cây như thế này thôi, là cây năm cánh trắng Phú Thọ, đúng không ạ? Một cái cây như thế này bây giờ nó có giá tầm khoảng độ trên dưới 2 triệu, đúng không ạ? Trên dưới 2 triệu, nó khoảng độ bây giờ ví dụ như ở đây thì anh Tùng bán chắc khoảng độ hơn 1 triệu một cây như thế này. Đúng chưa ạ? Một cây như thế này trên 1 triệu. Thì bây giờ ví dụ như là đây, ví dụ như cây này trên 1 triệu. Đúng chưa ạ? Thì nếu như mọi mình đang tính nhá, ví dụ như đây là cây Phú Thọ nha. Đấy, các bạn đi vay 1 triệu. Nếu như các bạn không có tiền, các bạn đi vay 1 triệu, đúng không ạ? Lãi suất 1% một tháng, đúng chưa ạ? 1% một tháng và một năm mình chỉ mất là gì ạ? 1,1 triệu. Đấy, 1,1 triệu, tức là 10% nha. 10% một năm nha, tức là 1,1 triệu trong vòng một năm, đúng chưa ạ? Còn nếu như mà mình mua 100 cây thì nó lên 100 triệu. Đấy, đấy thì nó là lên 100 triệu. Thì ví dụ như bây giờ mọi người đầu tư một cây như thế này, 1 triệu, đúng không ạ? Và không có tiền, mình dùng đòn bẩy tài chính, mình đi vay 1 triệu. Đấy, mình đi vay 1 triệu. Đấy, với lãi suất ngân hàng là 1,1 triệu và cộng thêm với cái tiền mà chi phí chăm sóc, mình cho nó lên 1,5 triệu đi, đúng không ạ? Nếu như mà vào tay những người mà biết chăm sóc, người ta sẽ chăm sóc một cái cây này nó lên ví dụ như 1 mét, đúng không ạ? Một cây này lên 1 mét, một cây này lên 1 mét, còn một cây này làm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây, lên 2 cây hoa đi, đúng không ạ? Cây này lên được 1 mét, cây này lên được 1 mét, 1 mét trung bình nó nằm tầm khoảng độ 450 mắt, đúng chưa ạ? 450 mắt, tức là tương đương với vấn đề chúng ta chỉ cần làm được khoảng độ 50 cây trong vòng 1 năm thôi. 50 cây 1 năm và mình bán rẻ nhất là bao nhiêu ạ? Bán rẻ nhất là 100 cây. Đấy, 550 cây ấy,
Ví dụ như 50 kg thì chúng ta được bao nhiêu? Bán rẻ nhất 100k. Bán 50 kg thì chúng ta được bao nhiêu? Chúng ta được 5 triệu đúng không ạ? Chúng ta được 5 triệu và so với số vốn đầu tư ban đầu là 1 triệu cộng thêm với lãi suất ngân hàng 10% là 1 triệu 1. 1 triệu 1 cộng với tiền chi phí các kiểu lên 1 triệu rưỡi. Ok chưa ạ? Mình bán cây này 5 triệu sau khi mình làm, mình nhân giống ra, mình nhân ra được 50 kg, mình bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Bán 5 triệu. Thì như vậy là bài toán kinh tế như vậy thì theo như các bạn là lỗ hay lãi ạ? Đúng chưa ạ? Đấy chỉ là một cái bài toán nhỏ nhỏ thôi nha. Và cái quan trọng nhất để mà thắng được trong cái bài toán kinh doanh này thì yêu cầu mọi người cũng phải tỉnh táo. Tức là gì ạ? Chúng ta tuyệt đối, đấy, tuyệt đối nếu như mình không hiểu nó, mình không làm được cây, đấy, mình không hiểu được cây, mình không làm được cây và mình không am hiểu về thị trường, đấy, và mình không biết chăm cây thì tốt nhất mình đừng có nhảy vào, đúng không ạ? Tốt nhất mình đừng có thấy người ta làm giàu được thì mình cũng vào mình làm giàu, cái điều đó là không nên, đấy. Mình nên hiểu, mình hiểu thì mình mới làm, đúng không ạ? Giống như bạn Tiền Chelsea, đây là một idol TikTok. Và hiện tại bây giờ đây là một số những cái cây mà anh ấy bỏ tâm huyết vào đây rất là nhiều. Đấy. Bác cũng đố các bác biết là lúc nào là chơi lan sướng nhất lúc nào. Đấy, sướng nhất lúc tưới cây. Sướng nhất lúc tưới cây, mọi người thấy không ạ? Ok nha mọi người nha. Tưới cây cũng sướng. Đó là một cái lời chia sẻ của Lê Kim Thành. Nhưng mọi người đừng có nghe những lời xúi dục nha. Đừng nghe những lời xúi dục của những người mà người ta chỉ muốn kiếm tiền từ bạn thôi. Đúng không ạ? Người ta bảo ok vào đi, vào cây A cây B đi, vào cây nhiều tiền đi, đưa 1 tỷ vào 2 tháng là lãi gấp đôi. Đấy, đừng có mà mơ nhá. Không mơ được đâu. Đấy, chúng ta phải có thời gian đúng không ạ? Chúng ta phải có thời gian, chúng ta phải có lộ trình, chúng ta phải biết nhân giống, chúng ta phải biết chọn giống, nhân giống, chăm sóc được, chăm lan được, làm lan được thì 100% là sẽ thắng. Đúng không ạ? Và đừng có nghe lời xúi dục của những người mà không có tâm. Đúng không ạ? Người ta cứ bảo ok tao có cây này VIP lắm. Đúng không ạ? Tao có cây này VIP lắm, tao có cây A, cây B hoa đẹp lắm. Đấy, 1 tỷ một cây. Vào đi chắc chắn là sẽ thắng. Đúng không ạ? 2-3 tháng, 2-3 năm là 2-3 tháng là lãi gấp đôi. Quên đi nha cưng. Ok chưa? Trồng thì dễ, bán ra thì khó. Đúng không? Một câu hỏi rất là hay. Đúng không ạ? Theo như Thành. Đây. Bạn này có hỏi một câu này. Bán cho ai? Trồng thì giỏi. Đúng không ạ? Trồng thì giỏi, bán thì khó. Bây giờ nó hay cái chỗ này. Hay cái chỗ bán thì khó. Đấy bây giờ nhá. Tôi đố bạn đấy. Tôi đố bạn. Khi mà bạn lớn lên, bạn trưởng thành và bố mẹ bạn muốn bạn đi lấy vợ. Tôi đố bạn mà bạn ngồi một chỗ, đúng không ạ? Bạn ăn không, bạn ngủ không, bạn mặc quần áo rách dưới, bạn chỉ ở nhà thôi, đúng không ạ? Bạn chỉ ở nhà thôi, đúng không ạ? Bạn chỉ ru rú ở nhà thôi, bạn chả thèm làm cái gì, bạn không thèm học hỏi cách tán gái. Bạn cũng không cần đi làm, bạn chỉ cần ở nhà ăn bám bố mẹ thôi, đúng không ạ? Ăn bám bố mẹ, ru rú ở nhà và chỉ chờ người khác là đem cơm cho mình ăn thôi, chờ người khác đi học kiếm tiền về nuôi mình thôi, đúng không ạ? Đi học kiếm tiền về nuôi mình thôi. Đấy. Tôi đố bạn đấy. Tôi đố bạn lấy được vợ đấy. Đúng không ạ? Tôi đố bạn lấy được vợ đấy. Đúng chưa ạ? Nó giống như câu chuyện. Bây giờ bạn nói là nuôi được rồi. Đúng không ạ? Rồi bán cho ai? Đúng chưa ạ? Tôi nói với bạn nếu như mà bạn không tìm kiếm khách hàng thì bạn bán cho ai? Đúng không ạ? Thiên hạ nhiều người làm như vậy. Đúng không ạ? Xã hội cạnh tranh. Làm ăn kinh doanh đều phải cạnh tranh. Đúng không ạ? Rất là nhiều người làm, rất là nhiều người làm giống như bạn. Đúng không ạ? Bạn muốn bán được hàng, điều đầu tiên bạn phải chăm cây đẹp, cây chuẩn. Điều thứ hai, bạn muốn bán được hàng, bạn phải học cách bán hàng. Bạn phải tìm kiếm được cơ hội bán hàng.
bạn phải nâng cấp bản thân mình lên, đúng không ạ? Bạn phải nâng cấp bản thân mình lên, bạn phải rèn luyện kỹ năng bán hàng của mình, bạn phải đi học một vài khóa bán hàng, một vài khóa live stream, đúng không ạ? Bạn phải xây dựng thương hiệu cho cái vườn lan của bạn hoặc là cái tên tuổi của bạn, ok chưa ạ? Rồi bạn phải xây dựng cái uy tín của bạn, đúng không ạ? Bạn phải xây dựng được cái delta khách hàng của bạn. Rồi bạn lên bạn xây dựng chương trình bán hàng. Bạn phải kiên trì bán hàng, một ngày không bán được, hai ngày, ba ngày, một tuần, một tháng hoặc một năm. Đấy, làm gì mà không bán được. Giống như nhân viên của tôi vậy. Giống như nhân viên của tôi, bây giờ tôi tuyển vào, tôi tuyển về đi live stream nhé. Tuyển về đi bán hàng, bảo em hôm nay em chưa bán được hàng, em không biết bán hàng như thế nào. Bây giờ tôi bảo em cứ ngồi đi, em cứ lên bán đi. Đấy, chắc chắn có người mua. Đấy, và y như rằng mỗi ngày nó kiếm 5 triệu, 10 triệu. Mỗi ngày thì bán được 5 triệu, 10 triệu từ những cây mà Phú Thọ và HO hoặc là những cây mà siêu tầm. Đúng chưa ạ? Cho nên muốn thành công thì phải xông ra, phải xông pha, đúng không ạ? Phải làm. Chứ ai mà làm cho mình được nhá. Đừng ngồi im mà chờ đợi mà hỏi những câu vớ va vớ vẩn như vậy. Đúng chưa ạ? Đừng bao giờ ngồi không. Đúng không ạ? Đừng bao giờ ngồi không và chờ đợi người khác phải làm cho mình. Đấy, phải kiếm, tự kiếm khách hàng đi nhá. Tự kiếm khách hàng cho mình, đúng không ạ? Tự đứng ra mà tưới nước. Đấy, tự đứng ra mà tưới nước. Đấy, Tuyền Chelsea bảo đây. Đấy, ông chủ vườn lan này đấy. Ông chủ vườn lan, ông chủ cây. Đấy, đúng không? Bán cho ai đúng không? Đúng không? Mua của người chán, bán cho người cần. Đúng, đúng, đúng không? Nghệ thuật kinh doanh là nó phải thế. Đúng không chị à, đâu đúng không Nguyễn Nguyễn rồi. Bây giờ thứ nhất là mình phải muốn bán được hàng, mình phải chăm cây cái hàng, mình phải chăm cây cho nó thật đẹp và nhân giống cho thật nhiều, đúng không ạ? Người bây giờ người ta tới vườn người ta cướp cây còn không thèm bán. Bây giờ muốn bán mà không xây dựng thương hiệu thì bán cho ma, đúng chưa? Ok nhá, Lê Kim Thành vậy. À, ngày nhỏ ví dụ như mình nói với các bạn là lúc mà mình học lớp 6. Lúc mà mình học lớp 6 ở cái làng của mình ấy là có 3 người làm bánh cam, bánh cuốn, bánh cục. Đấy, ở cái làng mình đấy thì mẹ mình cũng là người làm bánh cam, đúng không ạ? Và cái lúc năm học lớp 6 đấy, mẹ mình đã bảo ok, bây giờ con đi bán đi lấy tiền đi chơi bóng bàn. Đấy. Mỗi ngày tôi lấy của mẹ tôi 20 cái bánh cam, 50 cái bánh cam, tôi đi một vòng ở xung quanh làng. Đúng không ạ? Tôi đến từng nhà, tôi gõ cửa từng nhà để tôi năn nỉ người ta. Bác ơi, cô ơi, chú ơi, ông ơi, mua giùm con một cái bánh cam. Đấy, ở ngoài Bắc mình gọi là cái bánh cục ấy. Thanh Hóa nhà tôi gọi là bánh cục, đúng không? Thì bảo mua giùm tôi, mua giùm con, mua giùm cháu một cái bánh cục. Đấy, bán cho mẹ con. Đấy, thế là tôi lấy, lúc đó là tôi lấy 500, tôi bán 1.000. Đấy, mẹ tôi để cho tôi giá rẻ mà. Thế là mỗi một ngày tôi vậy tôi dư được mấy ngàn. Tôi dư được mấy ngàn tôi ăn quà vặt. Đấy, và tôi đi đánh bóng bàn. Đúng chưa? Mình phải có nghệ thuật là mình phải đi trình bày, mình đi bán hàng. Mình phải đi đến từng nơi. Đấy, mình phải đi kiếm từng người để mình bán. Đúng chưa? Ok nhá. Muốn bán được hàng thì lát nữa tắt video và kéo lại nghe cái khúc này nhá. Chứ bây giờ mà cứ ngồi không trồng lên thì bắt đầu cứ đợi cho ông nào, đợi cho ông Xuân bán rồi mà. Đợi cho ông Xuân, đợi cho ông Hai Beo bán rồi mà. Hay đợi cho ông Tùng hay ông Thành bán rồi mà. Hay đợi cho ông Dũng Trang, hay đợi cho ông Truyền Võ bán rồi mà. Làm gì có nhá. Tự lục lực cánh sinh mà làm mà bán. Còn nếu như xác định không bán được, không làm được thì nghỉ đi làm công nhân. Đúng chưa ạ? Chuẩn không cần chỉnh. Ok chưa ạ? Em được cái em la nhiều, giọng em hát hay em la nhiều. Và nó là một vườn lan rất là chuyên nghiệp. Một vườn lan rất là hình như vậy. Ô, con đi ra. Một vườn lan rất là chuyên nghiệp, rất là sạch sẽ và không có một tí bụi nào hết. Mọi người để ý là không có một tí bụi nào hết.
Đấy. Anh em tưới cây.